Quý vị đang theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Bà sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần qua đời với hành trình gian nan để về bên con gái, dạng sáng hôm nay 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, con cái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm và người thân đã chính thức tổ chức tang lễ cho cố ca sĩ tại Mỹ. Rất nhiều khán giả đồng nghiệp tại hải ngoại đã đến viếng. Theo đó, lễ tang của cô đang được diễn ra tại chùa Huệ Quang thuộc thành phố Santa Ana, bang California của Mỹ. Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11 giờ sáng ngày 12 tháng 10, tức là 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Bạn bè và người hâm mộ ở Mỹ có thể đến thăm viếng vào lúc 13 giờ đến 19 giờ 30, tức là từ 3 giờ đến 9 giờ 30 sáng tại Việt Nam. Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10 giờ sáng tại Việt Nam. Trên đường đến chùa Huệ Quang, đoàn xe đưa tiến cho cốt ca sĩ Phi Nhung xuất phát từ tỉnh xá Giác An, và ghé thăm những địa điểm gắn bó thân thuộc với nữ ca sĩ lúc sinh thời như thương xá Phước Lộc Thọ thuộc khu phố Đít Tội Sài Gòn. Trước cửa chùa, rất đông khán giả, bạn bè gần xa đã đến chia buồn cùng Tăng Quyến và gửi lời cầu nguyện cho giọng ca bông điên điển ra đi thanh thản. Cùng với đó, hơn 30 bức hình của Phi Nhung được in lớn trên những khổ lớn trưng bày tại địa điểm tang lễ. Theo ban tổ chức, toàn bộ số tranh này sẽ được quyên để ủng hộ vào quỹ của Phi Nhung và con gái để làm từ thiện như tâm nguyện cả đời của nữ ca sĩ. 3 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Sau khi buổi lễ cầu siêu cho vong linh ca sĩ Phi Nhung về miền cực lạc hoàn tất, chương trình thăm viếng dành cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả chính thức diễn ra. Buổi tang lễ đã có sự góp mặt của rất nhiều thân bạn bè. Ai cũng thương xót cho người nghệ sĩ tài năng bạc mệnh này. Tại buổi tang lễ, ca sĩ Trị Dị Phương trình chia sẻ trong lễ tang: Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi Sau đi đâu chỉ cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi Mà không nói em là em ruột của chị Lúc đó tôi mới 23 tuổi Còn non nớt nên nói lại là Nếu chị nói em là em ruột Thì người ta nghĩ mẹ chị hai ba đời con Người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị Nên chị không thể làm được Đó là điều tôi tan nát hối hận Vì không thể thực hiện cho Phi Nhung Và hôm nay tại nơi đây cho tôi giới thiệu lại với mọi người Phi Nhung là em ruột của tôi. Trì Di Phương Trinh cũng khẳng định, từ đây chỉ sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung. Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chỉ hứa những gì em còn oan ức, chỉ sẽ xoa dịu cho em. Trì Di Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết 31 năm. Cũng chính vợ cũ của Bằng Kiều là người dẫn dắt Phi Nhung vào con đường nghệ thuật với tình cảm gắn bó thân thiết như người thân trong nhà Tri duy phương trinh cũng nhắn nhủ và cảm ơn những anh em bạn bè đồng nghiệp đã yêu thương và đến đưa tiến phi nhung trong đoạn đường cuối cùng cô cho biết thay mặt cho gia đình chư duy phương trinh gửi lời cảm ơn đến khán giả gần xa đã có mặt để tiến đưa người em của mình trong đoạn đường cuối cùng có mặt trong tang lễ mạnh quỳnh không kiềm được cảm xúc mà bật khóc lời chia sẻ của mạnh quỳnh người tình âm nhạc của Phi Nhung cũng khiến không ít người xúc động. Cụ thể, Mạnh Quỳnh lên tiếng xin lỗi Wendy vì đã không thể che chở cho Phi Nhung. Nam ca sĩ cho biết, anh nhiều lần khuyên Phi Nhung về Mỹ, tạm ngưng các hoạt động thiện nguyện để giữ gìn sức khỏe, nhưng giọng ca bầu ơi đừng khóc đã từ chối và cố gắng tập luyện thể thao cho Mạnh Quỳnh yên tâm. Mạnh Quỳnh tiết lộ, kể từ khi Phi Nhung qua đời, anh đã khóc rất nhiều vì tiếc thương cho người bạn diễn tài năng đã đồng hành cùng mình trong suốt 20 năm, đã ra đi với bao kế hoạch còn dang dở. Với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là một người sống giản dị, hy sinh hạnh phúc của bản thân để toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho cộng đồng. Anh khẳng định, đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực, dành cả đời cho công chúng, sống vì mọi người, hy sinh hạnh phúc vì mọi người. Đến 4 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, danh ca Giao Linh đến viếng Phi Nhung. Sinh thời, Phi Nhung xem nữ danh ca là mẹ. Trên Diệp Phương Trinh ôm chầm lấy nữ hoàng sầu muộn. Wendy cúi đầu cảm tạ Giao Linh. Chia sẻ về Phi Nhung, mẹ nuôi dòng ca bông điên điển bộc bạch. Sự ra đi mất mát của ông xã Giao Linh đã quá đau lòng sau đó phi nhung là đứa con tôi rất thương yêu phi nhung có nói với tôi và ông xã ba mẹ đi trước đi vài ngày sau con đi tức là đi từ việt nam sang mỹ sự ra đi của ông xã giao linh cách phi nhung một tuần tôi không biết điểm gì những tin nhắn thương yêu dành cho phi nhung vẫn còn trong điện thoại của tôi thật sự không còn nước mắt để khóc nữa rất nhiều kỷ niệm với phi nhung tình cảm mẹ con không bao giờ phai nhạt Giao Linh tự nhủ bản thân có những đứa con tinh thần rất chân thật, rất tốt. Khi Phi Nhung gặp chuyện thị phi, tôi an ủi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc cho con quên tất cả. Hôm nay mẹ đến đây để cầu chúc cho linh hồn con sớm siêu thoát. Mẹ mong con ra đi thanh thản và con luôn mãi trong trái tim của mẹ. I love you Phi Nhung. Đáng chú ý hơn, trong buổi tang lễ còn có sự xuất hiện của Diễm Phạm quản lý của cố ca sĩ Người mà ca sĩ coi như người thân trong gia đình Anh ngồi lặng người dưới hàng ghế tưởng niệm Khóc đến thất thần trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ Trước đó để bảo vệ sự trong sạch cho Phi Nhung Diễm Phạm đã lên tiếng về lùm xùm tiền bạc với Hồ Văn Cường Theo đó Diễm Phạm khẳng định Mình mới là người quản lý tiền của Hồ Văn Cường Phi Nhung hoàn toàn không liên quan Sau đó người này cũng thông báo sẽ thanh toán toàn bộ tiền cho gia đình Hồ Văn Cường trong ngày. Đến ngày 11 tháng 10, phía ekip Phi Nhung đã đưa ra thông tin, hình ảnh cho thấy việc thanh toán đã hoàn tất. Theo đó, Hồ Văn Cường và gia đình nhận được toàn bộ số cát trong 5 năm vừa qua, cộng thêm 500 triệu đồng Phi Nhung hứa cho thêm và 180 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình The Voice Kids. Mặc dù còn rất nhiều ồn ào từ câu chuyện thanh toán tiền cho con nuôi của Phi Nhung nhưng ngay sau đó quản lý của phi nhung đã tuyên bố sẽ không còn bận tâm tới những chuyện liên quan nữa người này chia sẻ trên trang cá nhân đã hoàn tất mọi việc theo đúng châm ngôn sống của bạn thương một người dưng giờ là lúc gia đình chúng tôi chứ không phải công ty cần ở bên bạn trong giờ phút cuối này một cách trọn vẹn và bình yên nhất đúng như cách bạn đã sống và cống hiến cho cuộc đời này không cần nói đến tên và nhắc nữa nhé Phi Nhung và Diễm Phạm đã đồng hành, gắn bó với nhau trong thời gian dài. Bản thân Diễm Phạm vừa là người hỗ trợ, lại vừa xem như người thân của cố ca sĩ. Chính vì vậy, Diễm Phạm đã quyết định giải quyết xong hết chuyện tiền nong với gia đình Hồ Văn Cường trước khi tang lễ diễn ra để Phi Nhung được thanh thản. Đồng thời, ngay cả khi những ồn ào vẫn chưa kết thúc, Diễm Phạm cũng bỏ mặc để qua Mỹ, tiễn người từng đồng hành với mình một chặng đường cuối. Thưa quý vị, thời gian này, liên quan đến sự ra đi của Phi Nhung, câu chuyện về lùm xùm của các xe hồ Văn Cường cũng được nhắc đến không ít. Đám tang của Phi Nhung mặc dù chưa hoàn tất, nhưng vẫn còn không ít ý kiến quay ra chỉ trích cô. Trước những lùm xùm này, đã có một bộ phận khán giả quá đau xót mà quay ra tẩy chay Hồ Văn Cường, thậm chí diễn ra ngay trong đám tang của cô đang diễn ra. Cụ thể, trong lúc các sư thầy đọc kinh, bóng một khán giả hét lớn tên Phi Nhung. We love Phi Nhung, tẩy chay Hồ Văn Cường, khiến mọi người phải chú ý một số người thấy lạ mới ra hỏi han thì nữ khán giả này giơ một tấm bảng lớn với dòng chữ From HP Tu Phi Nhung Phạm. Khi được hỏi, nữ khán giả bật khóc nói: "Tôi ủng hộ Phi Nhung nhưng phản đối Hồ Văn Cường. Phi Nhung là một ca sĩ có lòng nhân đạo, cô mang Hồ Văn Cường, vậy mà Hồ Văn Cường lại khiến Phi Nhung bị chỉ trích bao ngày qua. Tôi đến đây làm việc này hoàn toàn một mình, vì tôi yêu Phi Nhung chứ không ai xúi dục tôi đến." Tôi quá bức xúc rồi. Tôi quý mến Phi Nhung vì giọng hát, tâm đức từ thiện, cách sống. Hồ Văn Cường nhỏ dại, không hiểu chuyện mà làm những điều như vậy, ảnh hưởng tới những đứa con nuôi khác. Tôi quá đau lòng khi thấy Phi Nhung bị như vậy. Tôi không phải bà con hay có họ hàng gì với Phi Nhung, nhưng tôi thương cô ấy, thương hai mấy đứa con cô ấy nuôi nên phải lên tiếng. Ngoài ra, tôi không có ý kiến gì về gia đình Hồ Văn Cường và bà Nguyễn Phương Hằng tôi không đồng chạm tới ai hết tôi đến đây để đưa tiến và tưởng nhớ phi nhung thôi ai nói tôi người lớn mà ăn hiếp trẻ con tôi cũng chịu nhưng tôi bức xúc quá nên phải nói tôi không biết phi nhung có hài lòng với hành động của mình hay không nhưng tôi vẫn cứ làm vì tôi uất ức thay cho cô ấy tuy nhiên ngay sau đó một khán giả khác lại có ý kiến đối lập khi nói tôi nghĩ việc tẩy chay hồ văn cường là không nên vì hồ văn cường cũng chỉ là một đứa trẻ thôi Tôi không muốn nói trách nhiệm trong câu chuyện này thuộc về ai, nhưng hãy để mọi chuyện qua đi, vì Phi Nhung đã nằm xuống rồi. Đừng ai đem chuyện Phi Nhung, Hồ Văn Cường lên live stream nói này nói nọ, câu view, kiếm phim nữa, nhất là người phụ nữ ấy. Còn Hồ Văn Cường muốn rời đi lúc này cũng không có gì sai, Phi Nhung cũng không làm sai gì hết. Những ý kiến này đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng, có người phản đối nhưng cũng có người bênh vực Hồ Văn Cường Tuy nhiên đa số đều mong muốn không ai nhắc tới những thị phi này để Phi Nhung được an nghỉ. Ngay sau đó, lễ tang đã tiếp tục được diễn ra. Theo thông tin từ Quen Wendy Phạm, con gái của nữ ca sĩ, lễ phúng viếng diễn ra, gia đình không nhận vòng hoa mà thay bằng tiền ủng hộ cho quý từ thiện của Phi Nhung và Quen Wendy Phạm. Số tiền thu được sẽ giúp tỉnh xã giá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam như ước nguyện trước lúc mất của ca sĩ Phi Nhung. Ngoài ra, hơn 30 bức hình của nữ ca sĩ được trưng bày tại địa điểm tang lễ cũng sẽ được quyên để ủng hộ vào quỹ của Phi Nhung và con gái để làm từ thiện như tâm nguyện cả đời của nữ ca sĩ. Thưa quý vị, đám tang của ca sĩ Phi Nhung đã kết thúc. Cuộc đời của nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh cũng đã khép lại. Tuy nhiên, những bài ca cô để lại cho cuộc đời vẫn sẽ sống mãi trong trái tim của khán giả Việt. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo